Vua Timur sinh ngày 8 tháng 4 năm 1336 là người thành lập nên đế chế Timur. Ông là hoàng đế và nhà lãnh đạo kiệt xuất đối với Uzbekistan, nhưng ở Iraq, Iran và Ấn Độ, ông là một kẻ sát nhân độc tài đã tàn sát hàng triệu người. Thời trẻ, ông bị chấn thương trong trận chiến, khiến chân bị tàn tật. Ông ta đi khập khiễng chân phải và thiếu mất hai ngón tay trên bàn tay phải. Năm 1401, sau khi xâm chiếm thành phố Baghdad, vua Timur đã ra lệnh cho binh lính của mình như sau: mỗi người lính phải thu thập hai đầu người để xây dựng các kim tự tháp đầu lâu. Nếu chỉ tiêu đồng nghĩa với việc mất đầu của người lính, họ đã dựng lên 120 tháp đầu lâu, làm từ 90.000 cây đầu bị cắt rời. Quân lính của vua Timur tàn sát mọi thứ sống mà họ thấy được, từ người già, phụ nữ, trẻ em cho đến cả gia súc như chó, mèo. Năm 1399, ông hứa sẽ không đổ máu cho công dân Sivas ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ đầu hàng. Sau khi người dân mở cổng, ông đã giữ lời. Ông ta đã chôn sống tất cả 3.000 công dân không đổ máu, quá lý tính luôn. Ông là một trong những lãnh chúa tàn ác nhất lịch sử và đã chết vì cảm lạnh thông thường vào năm 1405. Bạn nghĩ thế nào về vị vua này? Hãy để lại bình luận nha. Đừng quên nhấn thích và theo dõi để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.